Máy này mấy người sửa rồi? Dạ có một người à, mà cái anh đó chỉ chỉnh cái bàn lừa cho em thôi mà. Mới không được hả? Mới 2 ngày anh chỉnh xong rồi em may nó cũng vậy. Em may hôm qua em may cái này mà em tháo đâu gần cái chục lần. Em thấy mà em tháo mũi em tháo luôn, em bực quá. Nó bị nhăn đúng không? Dạ. À nó chỉ với nhau giải cái tay là nó bị anh kia thì nó không sao. Vải này là chị có may gì không hay là để em thử máy đây? Cái đó anh thử máy đi, tại vì chị may mấy lớp? Dạ cái nẹp nó làm gì là anh bẻ nó vô gì nè. Hai lớp thôi đúng không? Dạ. Là ba lớp á, bẻ vô cái nẹp nè, cái một lớp nè, một. À dạ. Cái thường là mai cái nẹp. Mai thường là ba lớp. Dạ. Nẹp áo đúng không? Dạ nẹp áo mà bên nút. Bị nhăn đúng không? Dạ, ủi không ra anh ơi. Hôm bị qua nhăn cái giày là ủi không ra rồi. Dạ, em ủi hôm qua một cái nẹp không mà em tháo có chục lần mà anh chỉnh cho em rồi đó. Em tháo chỉnh có rồi đúng không? Chỉnh rồi mà chỉnh không được đúng không? Dạ, mà em không biết làm sao. Đây nè, anh coi nè. Đến đổi mà em phải lượt luôn mà lượt xong cũng không được là không được. Nhăn quá. Rồi. Dạ. Em nói coi cái này phải có anh làm mới được. Anh nói là anh chuyên đi sửa máy trong công ty chỗ này chỗ kia đó. Thì cũng người ta cũng giới thiệu thiệu đó, anh thấy không ổn rồi phải cầu cứu anh thôi. Xa quá mà chạy trong đây cũng hơi đuối á. Tại bữa đó em nghe anh nói dưới kia đó xa quá. Hello, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình, nơi mà các bạn nhận được những kinh nghiệm kiến thức về ngành may, những video về máy móc ngành may của mình. Hôm nay thì có một chị khách ở khá là xa, ở Củ Chi, có điện thoại cho mình nhờ kêu mình nhờ sửa máy giùm. Thì chị có báo cho mình biết là máy này đã có một thợ sửa rồi nhưng mà chị vẫn chưa vừa ý. Có nghĩa là mai nó vẫn còn bị nhăn trên vải KT. Và chị đã có ủi ra nhưng mà nó vẫn không có thẳng được, nó vẫn còn bị nhăn, bị nhíu. Thì chị có nhờ mình qua hỗ trợ như là sửa máy giùm chị. Tình trạng máy đang gặp phải đó là mai trên vải KT nó bị rất là nhăn luôn các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy nè, vải rất là nhăn. Dù đã có một thợ chỉnh rồi nhưng mà vẫn không hết được. Và cũng như là chị đã có ủi, dùng bàn ủi ra nhưng mà nó vẫn không thẳng được. Chị để mai đi 5 lần 7 lượt nhưng mà vẫn không có thẳng được. Thì chị có nhờ mình đến hỗ trợ sửa giùm cho chị ha. Rồi thì hôm nay sẵn tiện mình quay video lại hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình chỉnh và mình khắc phục chỉnh máy trên máy mục kim, máy may công nghiệp khi mà gặp cái sự cố mà mình may nó bị nhăn vải hoặc là nó bị nhíu ha, đường chỉ mình nó không đẹp, nó không thẳng. Rồi sẵn tiện hôm nay mình đi sửa máy, mình quay lại cho các bạn xem luôn. Thì hiện tại mình đang kiểm tra chỉ trên cũng như là chỉ dưới. Mình thấy chỉ dưới nó khá là căng nên mình có xả nhẹ chỉ dưới ra một tí xíu, và chỉ trên thì mình cũng thấy rất là nhẹ rồi đó. Thì sau khi mình kiểm tra chỉ xong thì mình kiểm tra tới cái bàn lừa thì mình thấy cái răng cưa của nó, cái cam răng cưa nó đi chưa được chuẩn nên mình sẽ chỉnh lại. Có thể là do cái anh thợ trước đã chỉnh nó hơi chỉnh nó ăn gian hơn một tí xíu ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái cam nó về chuẩn trở lại. Do là hôm nay mình đi sửa máy cho khách nên mình chỉ có đem một cái camera thôi, nên mình không có thể quay video mà để hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết được tất cả được. Thì mình chỉ nói sơ qua cho các bạn hiểu là cần chỉnh cái gì khi mà mình may vải mỏng. Và những cái video hướng dẫn chỉnh cam bàn lừa hoặc là chỉnh bàn lừa cao thấp nè, tới lui thì mình đã có làm rất là nhiều video và chi tiết lắm rồi. Thì bây giờ mình chỉ có một cái camera thôi, mình không có camera chuyên dụng để dơm sát cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn thật kỹ được. Do đó nếu mà các bạn muốn biết, muốn cách chỉnh chi tiết hơn thì các bạn có thể quay về cái những cái video trước của mình đã có hướng dẫn cho các bạn chỉnh cam nè, chỉnh cam bằng lừa nè, cũng như là chỉnh răng cưa cao thấp như thế nào để mà mình may vải mỏng nó được đẹp
và mình may vải dày mình cần chỉnh như thế nào. Mình đã có làm rất là nhiều video về cách chỉnh máy may vải mỏng hoặc là may vải dày rồi đó. Thì video này mình chỉ quay và mình nói cho các bạn biết thôi, cần chỉnh cái gì. Thì bây giờ hiện tại là mình sẽ thay cái răng cưa khác, do là cái răng cưa này á là cái răng cưa mới, mà cái răng cưa của Trung Quốc nữa, nên cái răng của nó rất là bén, nên nó sẽ cào vải rất là nhiều, như vậy nó rất là dễ bị nhăn vải, nên mình sẽ thay cái răng cưa khác. Răng cưa mà đã bị mòn hơn một tí xíu ha, thì nó chạy vải mỏng nó sẽ đẹp hơn. Răng cưa càng nhuyễn thì mai vải mỏng nó càng đẹp nha các bạn ha. Còn nếu mà các bạn mà sử dụng răng cưa sắt á, mà các bạn chạy nó vẫn còn bị nhăn á, thì các bạn có thể chuyển qua răng cưa bằng nhựa ha. Mình chạy thì nó sẽ khắc phục được cái tình trạng mà nhăn vải. Còn cái này mình vẫn sử dụng răng cưa sắt, nhưng mà mình chỉnh máy nó sẽ hết nha các bạn ha. Đó. Rồi, thì sau khi mình thay cái răng cưa xong thì mình thấy cái răng cưa của mình nó hơi bị nghiêng. Chắc là do anh thợ trước đã chỉnh cho cái răng cưa nó hơi bị nghiêng về phía sau nhiều hơn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh lại cho cái răng cưa mình nó cân đối lại hơn, nó không có bị nghiêng nữa. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh cái độ nghiêng của răng cưa là ở đây. Ở đây nó sẽ có hai con ốc ha. Các bạn mở hai con ốc này ra. Bây giờ mình sẽ zoom gần lại và mình cho các bạn xem nè. Khi mà các bạn mở hai con ốc mà chỉnh răng cưa cao thấp thì mà các bạn sẽ xỏ cái vít vào cái lỗ ở bên trong này nè. Các bạn thấy một cái lỗ nhỏ ha. Đó. Thì mình xỏ cái vít vào và mình sẽ xoay. Ở bên trong nó sẽ có một con ốc để mà tăng đưa cái răng cưa nó cao thấp nha các bạn ha. Đó. Thì mình sẽ xỏ vít vào nè. Đó. Mình sẽ xoay như thế này. Do là mình chỉ có một cái camera thôi, mình không thể quay nào chi tiết được cho các bạn, và mình còn phải chỉnh máy cho khách nữa, nên mình không thể nào hướng dẫn các bạn một cách chi tiết được. Đó, mình sẽ nói cho các bạn để các bạn chỉnh thôi. Đó. Thì sau khi mà mình chỉnh cái răng cưa mình nó cân đối rồi, nó cân bằng lại rồi, thì bây giờ mình sẽ siết hai con ốc nó lại. Rồi, sau khi mà mình đã siết ốc lại và bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem ha. Thì đối với mà khi mà các bạn mà may vải mỏng á, các bạn tốt nhất là các bạn nên chỉnh cho hai cái cọng chỉ trên và cũng như là chỉ dưới nó thật là nhẹ nhàng, không có cọng nào nó bị căng cả. Nếu mà một trong hai cọng nó bị căng cọng chỉ thì nó sẽ làm cho vải mình nó bị nhăn nha các bạn ha. Đó, các bạn phải chỉnh cho hai chỉ trên và chỉ dưới nó thật là đồng đều và nó thật là nhẹ. Khi mà mình may vải mỏng thì nó mới đẹp, còn mà chỉ mình nó căng thì nó sẽ làm cho cái vải mình nó căng theo, và như vậy nó, vải mình nó sẽ nhăn, dù các bạn có ủi cỡ nào nó cũng không ra được, nó vẫn bị nhăn. Còn khi mà chỉ mình nó đã êm, nó đã phẳng rồi thì các bạn chỉ cần ủi sơ qua một đường là cái mặt vải mình rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình đã chỉnh máy xong và bây giờ mình sẽ cho cái chị gái này lên test máy nè các bạn ha. Rồi, chị vô chạy thử giùm em. Thầy chạy lên hàng luôn á. Em xỏ kem làm mắt cái mặt anh không có băng kính mắt anh tốt. Dạ. Để em đây để đổ. Ổn hơn chưa? Em thấy nó đỡ hơn được tí. Ừ. Nó vậy là dữ lắm rồi đó. Cái này là ok dữ lắm rồi đó. Dạ. Chị chạy hết cái đi. Chị chạy hết cái đó em xem. Đó. Còn chỗ nào chưa em thấy còn chưa được em chỉnh lại cho. Hay là có khi nào tại cái loại này nó nghiện không? Nó chỉ có bị cà tê mấy cái mình kia thì. Dạ đúng rồi. Tại vải này nó không giãn á, chạy nó dễ bị nhăn. Mấy cái kia anh biết không, nó mỏng nhưng mà nó vô nó không
bây giờ nó bị mà có chỉ có cái vô cà tê là nó bị lại cái đường này không có ủi keo nữa, cái keo thì nó đỡ. Vậy chị ủi lên là ok rồi. Cà tê mà chạy vậy là đẹp lắm mà êm lắm mà. Cái này vậy là em chỉnh như vậy là ok lắm rồi. Muốn đẹp nữa là mai mình mai hàng mỏng á, chị mua cái mặt nguyệt lỗ nhỏ thôi. Ừ, mua cái mặt nguyệt 16, cái lỗ nó 16 hoặc 14 thôi, mình mai kim số 9. Ừ. Có nghĩa là mình mai cái loại vải mỏng này nè, mình muốn cho nó đẹp, mình chỉ mình nó đẹp á. Mình mai cái lỗ mặt nguyệt nhỏ, kim số nhỏ thôi. Kim số bự là mai nó sẽ bị nó không có đẹp. Cái lỗ kim nó to á, mình mai hàng mỏng mà mình mai cái lỗ kim nó to, nó đâm xuống cái chị nó sẽ bị nhíu nhíu nhăn nhăn như này nè, đó, đúng rồi. Vậy anh có không anh thay giùm em luôn đi. Dạ không, em có đem theo. Tại vì em cũng không biết nữa. Dạ. Ý là máy mới nè. Dạ. Là nó chỉ xài cái số 9 thôi nè. À, mình mai mỏng này nè, mình mai số 9 là đẹp nhất. À, mình mai cái mặt nguyệt nó lỗ nhỏ thôi. À, dạ, dạ. Tại vì cái mặt nguyệt của mình nó lỗ to mà cái vải mình nó mỏng, nó đâm xuống nó bị nhíu xuống, bị đâm xuống không? Tại vì cái lỗ mặt nguyệt của mình nó nhỏ, với mình xài kim nhỏ thì mình mai hàng mỏng nó rất là đẹp. Vậy là mình nói người ta cái mặt nguyệt số mấy anh? Số 16. Số nhỏ càng nhỏ càng tốt, 16, 14 vậy đó ha. Nhỏ càng tốt. Ủa là nó thẳng băng nè ha. Mai nói chung mình mai mấy cái hàng này nó kỹ. Dạ đúng không? Em nhìn chị là em biết. Mai mấy cái hàng này mình mai kỹ, rất là kỹ cho khách. Mình mấy cái đường kim mũi chỉ mình nó đẹp. Dạ. Đó. Em mai nào là cái khi mai là em ủi hết trơn á. Dạ. Nó thẳng nét nè. À. Thẳng băng nè ha. Dạ. Đâu có gì đâu. Ôi tuyệt vời rồi. Không. À. Thì bởi vì có mình ăn làm được. Trời, chị khen em quá nè. Cảm ơn em rất nhiều. Nè, không. Dạ. Thẳng cái nẹp mình nó thẳng băng luôn à. Dạ. Bây giờ em thấy sao người ta làm thẳng băng mà sao em nhờ cái anh đến làm cho em hai lần rồi mà chỉnh chưa tới. Với lại thì chị muốn đẹp hơn nữa đó. Nói chung là em chỉnh như vậy là ok lắm rồi. Dạ, dạ, dạ. Nè chị thấy không? Dạ, dạ, đúng. Cái đường nẹp của mình nó rất là thẳng, là nó không có bị nhăn. Tại khi mà mình mai xong á, cái vải sơ mi nó sẽ hơi bị đùng đùng, nhưng mà hồi nãy là nó bị nặng. Dạ, dạ, nhưng mà dạ, em chỉnh cho chị là nó ok hơn rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ cần ủi ra đã là nẹp mình thẳng băng luôn ha. Đường chỉ mình rất là êm luôn nè. Dạ, dạ. À. Rất là đẹp. Nó không mặt trên cũng như là mặt dưới nè. À. Mai áo sơ mi mà đưa cái nẹp này là khoái chết. Dạ, dạ, đúng không? Đó, rất là thích luôn. Mai áo sơ mi đó. Rồi cái nẹp thẳng băng. Dạ dạ. Ok chưa? Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Dạ. Đó, giờ rồi. Để em siết ốc lại nữa là xong. Anh tới anh chỉnh rất là nhanh chứ không phải giống như anh mà là làm gì mà anh thì đánh rất là nói nhiều. À. Cái anh thả anh tới à. Nói rất là nhiều. Thời kia hả? Thời dạ, trước dạ, chỉnh cho chị dạ, hả? Dạ, anh mới chỉnh cho em 2 ngày đó. Xong rồi em mở ra cái nẹp này nè em mai. Anh tháo cái chục lần. À. Nó như giống mấy nãy đó mà ủi không ra. À. Anh nói thôi bây giờ. À, không, bây giờ em chỉnh xong là dạ, thì ủi nó rất là êm luôn hả? Dạ, dạ, dạ. Đó. Thì mình nên xài kim số 9. Dạ, mình dạ, mai hàng mỏng mình xài kim số 9 thôi. Ví dụ như chị mai quần tây mai quay phải dày tí xíu thì chị xài kim 11 là ok rồi. Hả? Đó. Còn cái mặt nguyệt này á, lỗ nó còn hơi to, mình xài cái lỗ nó nhỏ lại. Ví dụ như cái lỗ này là lỗ 20. Dạ, thì bây giờ chị mua cái 16 gì xài thôi. Là mình mai hàng mỏng nó rất là đẹp. Dạ dạ. Dạ. Rồi anh, nếu mà cái lỗ nó nhỏ thì mình xài qua quần tây được không, hay là mình phải khi mình xài quần tây mình phải thay cái đó? Dạ, xài vẫn được chị. À, nếu mà
Trường hợp mà chị gặp nó gãy kim nhiều quá thì chị đổi cái mặt nguyệt này. Tại vì mình thay cái kim số lớn á, thì mình phải cần xài cái mặt nguyệt số lớn. Đó, vậy đi chung. Thì mặt nguyệt này dễ thay mà. Ví dụ như chị tháo hai ốc này chị đổi vào thôi ha. Cái đó em thay được. Dạ. Bữa đó em coi anh quay đó, em tháo ốc nhưng mà không thể nào thay được. Tháo được cái lần đầu tiên ta chưa có tháo đó, nó rất là cứng. Dạ. Anh tháo xuống cũng xuống rất là lâu mới tháo ra được con ốc. À. Rồi anh chỉnh đó với anh chỉnh cái chỗ đó gì chút xíu. Chỗ này á hả? Dạ dạ anh cứ chỉnh cái đó gì một chút xíu rồi. Nhưng mà anh nói rất là nhiều. Nói nhiều quá. Tại anh giới thiệu là anh đi sửa chỗ này chỗ kia chỗ công ty này kia đó. Nhưng mà em thấy không ổn mà. Vì em biết anh nói rất là xa nhưng mà không biết anh có lên đường không. Thôi cầu may. May mắn anh tới giúp giùm em. Tại vì em thì em nghĩ là cái mẹm đó nó phải thẳng như vậy chứ cái kia thì nó nhìn nó không có. Nếu mà chị nói mà ủi không ra là nó còn bị nhăn nhăn là mai không được. Nói chung là mai nếu mà sơ mi mà mình mai mà cái chỗ này mình ủi không ra là thua rồi đó. Khách hàng là nó chê liền. Em ủi rất là nhiều luôn anh nhưng mà cái này em chỉ vuốt có đường em chưa gần, em chưa gần đè mấy kia nó đã thẳng băng rồi nè không. Chị chỉ mình nó êm là chị đẩy sơ qua đường là nó thẳng băng. Rồi ok.